Khoảng 8 giờ sáng ngày 28/1/2016 tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại 3 công ty gỗ liền kề nhau. Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên, công nhân tại công ty gỗ Hằng Sương đang làm việc thì thấy khói bốc ra từ kho chứa thành phẩm và kho chứa sơn. Thấy vậy, mọi người hô hoán và tháo chạy ra khỏi xưởng rồi dùng bình chữa cháy mini để dập tắt nhưng bất thành vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh. Sau đó lửa bắt đầu lan sang hai công ty gỗ bên cạnh là công ty Kim Thịnh và công ty Michigan Wood. Ngay sau khi đó, bảo vệ đã nhanh chóng tiến hành báo cho đội phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động hàng chục xe chữa cháy và chiến sĩ tới hiện trường để khống chế ngọn lửa. Nhưng do các công ty nằm trong hẻm chứa các vật dụng dễ cháy nên lực lượng chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn. Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông trong các công ty, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là công ty Hằng Sương, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.